Hello, Kim chào cả nhà nha. Lâu rồi Kim với Ai Mì không có hang out, đi ăn phở gì hết á. Mà bây giờ có dịp á, hai đứa đi đủ đi ăn phở rồi đi chợ đi Đâu hay đây không? đâu ăn bún bún bò Đi Huế Việt này. Nam Bún bò Huế chứ, đây mày để ra mình ăn giá. Cái này ấm trà nè mọi người. Mọi người uống trà nha. Trời nóng nóng nhưng mà bà vẫn thích uống trà. Dạ. Vô ai mì. Vô. Ai có đi trên Randolph thì nhớ ghé phở 89 nha. Đây ớt này mọi người. Ở dưới rau là gì là thấy chưa? Là lâu rồi mình không ăn bún bò Huế nha mọi người. Lâu rồi. Mới được lấy đó thì sao rồi? Đậu phộng sạch nha. Gỏi cuốn này mọi người, gỏi cuốn ăn với nem cuốn mọi người, ngon lắm nha. Đậu phộng có hình này cô gái đẹp không? Cô gái Việt Nam không sao đẹp gì vậy. Đồ ăn tới. Đã nha. Ăn nữa em lấy tương, lấy tương, cái tương ớt cho. Được rồi em. Được rồi, được rồi. Chút nữa đem bún bò Huế xin miếng nước mắm mặn. Mắm mặn. Ok. Tại mình ăn quen rồi. Rồi. Cảm ơn nha. Cảm ơn. Dạ. Rồi, mời mọi người ăn nha. Vâng, ăn đây mình. Cái nem này ngon lắm mọi người. Mọi người ăn nha. Cái nem này. Cái nem này nem nướng á. Quý bạn thấy không? Mình nướng chứ là phải ăn liền, phải ăn liền tại chỗ cho nó mềm, không đem về là mềm liền, ăn đem về ăn liền. Bà hả? Nó vô môi rồi. Phở rất là tốt. Cảm ơn. Nó quay nè. Ở quán này nó bán bún quế ngon lắm biết không? Ừ. Đây nữa nè, rau. Ai mì thích bún bò Huế lắm. Hay là bún mắm? Ừ, lâu rồi không ăn bún mắm ai mì. Lâu rồi ai mì không ăn bún mắm. Này bún bò Huế. Ủa nhớ nó có bán bún mắm đấy mà. Ủa đâu hả? Bún bò Huế nha, mọi người ăn nha. Rau vô nè. Rau rồi. Rất thích ăn cái loại cái rau này. Ăn cái loại rau này. Remember.
you stop in here. If you come, you can go. You can go have a little ride. Đầy đủ gia vị. Lâu rồi không ăn bún bò Huế đó mọi người. Đó, bây giờ ăn nha. Ngon phải em mì. Ngon hả? Em mì đang bún bò Huế ngon. Ok. Nãy đi kẹt xem không là tối nhà rồi ha. Tối lại mình không? Tối ăn hai đứa ăn xong xuôi rồi mọi người. Được kẹt xem nửa tiếng hồ luôn á. Quán này bán luôn. Quán này là bán bún bò Huế ngon. Từ ngày có bún bò Huế mình quên em ăn phở luôn anh vị. Anh cũng ghét phở luôn chứ không? Mọi người ăn nha. Thịt ba rọi nè mọi người. Giờ ai mày mua thịt ba rọi nha. Mình thích thịt ba rọi này gì? Về mình nướng chứ không? Đây là gan nè, gan heo, gan bò, tim. Đây tai heo. Đây lòng nè. Cái da vậy vậy. Lòng. Đây. Hả? Da vậy vậy. Anh Thắng nói mua gia vị để ướp thịt bò đó. Cái gì ướp thịt bò? Có phải không? Đây, đây chả giò này. Chả gì mà làm chả à, đúng không? Có muốn tươi. Đây là thịt này. Thịt heo chắc là đó là về ruột heo phải không? À quên không. Đây là chắc kia bằng giá heo này. Việt Nam mọi người. Gia vị để ướp thịt bò đó ai mày. Yes, họ gọi anh Thắng thử cho chắc ăn. Tại vì anh Thắng bữa lên mua cho nên cái gia vị này. Mà nó bữa anh mua hết bị hết mất rồi. Không. Ô mình mua nghệ chứ. Mua nghệ mọi người. Vì mình nấu ăn mà thích nghệ phải không? Bột nghệ này. Cho nó có màu. Đây mấy cái đó là bò. Đó là nghệ bột bỉ nè. Bé bột bỉ nè. Mua cái hũ cho rồi. Cho nó chắc. Ớt này cũng có ớt miếng nữa chứ. Trời ơi. Chị cho tamarind nè. Mê là mọi người. Mê ngâm đó. Đây là để mình làm nấu phở mọi người, bỏ vô thôi. Phở bỏ vô cho có mùi phở. Một loại gà đã thử phở gà này. Mua một loại gà đi ha. Nấu phở mình bỏ vô một cục vô biết không? Mật nè mọi người. Rồi mắm. Cua này. Đó mắm này nè. Mắm rút này nghe nha. Mắm tôm bắc nè. Đây mắm rút nè mọi người. Mắm rút Vũng Tàu nè. Đây cái đây ăn đuổi ép keo là ăn vô cho nó lên. Mấy cái mắm này là ăn ép keo. Ăn không tốt đâu mọi người. Non, ôm ăn mía nè mọi người, trời ơi. Hồi giờ mình mới thấy nè, chứ hồi giờ không thấy mía nó chặt. Đây mía nó chặt trong hũ mọi người, nó ngâm.
Đây hêm này, cái hêm đây này. Cái hêm đây à, ngon lắm nha mọi người. Cái hêm này nè, nướng ăn bánh mì nhưng mà ngon, nhưng mà mình không thích ăn. Ô, cà pháo này. Mình thích ăn cà đây mà, cà nó còn tươi nè mọi người. Chuyện gì mình làm biết không? Không, cái đây á hả, nó ngâm trong nó dai quá rồi. Ớt tương, ớt con gà đây. Cái ớt đây thời, ớt đây thời gian nó đứt đoạn một thời gian này. Không thấy hả? Nó ăn thắng hủ. Ồ, maybe đau đi á. Dạ, nó không thấy. Không thấy hả? Hả? Cái đây đứt đất một thời gian này, bây giờ nó có to lại nè. Ồ, cái đây bà tế nè. Dạ. Bà tế đây về là bánh mì mọi người, ngon lắm á nha. Là bánh mì sa tế này, mình có rồi. Ồ, bánh xào riêng. Ê mi. Trời ơi, bánh xào riêng này ngang, ăn thử đi, mua ngang mọi người. Trời, bánh xào riêng đặc sản Sóc Trăng nha. Trời ơi, bánh xào riêng nha mọi người. Đó. Bánh vía. Một cái đây, bốn cái này. Trời ơi, giảm ngọt low sugar. Trời ơi, bánh đây ngọt ghê lắm mà nó giảm sugar gì đâu. Để coi thử hạn sử dụng thử. Mình mua xem, mình mua đồ kỹ nhất mấy cái đồ sử dụng. Mình mua cái gì mình cũng có hạn sử dụng hết á. Nhất là bánh kẹo. Bánh, ồ nó có hai loại bánh vía kim sa. Đây bánh vía đây, bánh vía đậu xanh sầu riêng, bánh vía kim sa. Đây nó không có đầy sầu riêng mọi người, quên ra đâu có đầy đậu xanh biết không, điều đặc sản Sóc Trăng. Hai cái đặc sản Sóc Trăng. Cái này gì mình luôn lần ăn gì nó hôi lắm mọi người. Bánh này green tea. Green tea nấu. Trời ơi, chân trâu nè mọi người. Chân ruột này, chân ruột ướp này. Amy. Hi me. Oh. Còn có không ai mì? Đâu rồi, đây bột chiên nè. Đây bột chiên nè. Không ăn cái bột. Ồ, bữa thắng lên thắng nó, thắng thấy hết rồi, biết không? Nhưng mà không biết bây giờ nó bỏ ra không biết. Bột làm bánh nè, một bình bánh bột lọc. Rau này, rau muống nè mọi người. Rau muống đó, rau muống đó 40 đồng, 4 đồng, 49 sen một pound nha. Rau dền đỏ này. Trời ơi, rau thơm. Trời ơi, rau thơm. Ừ, coi. Cái rau thơm đây mọi người, trời kinh khủng không? Một cái rau thơm là 11 đồng, 12 đồng, 12 đồng một pháo luôn mọi người. Có chút xíu đây á. Rau thơm mà. Còn rau đâu? Ở đây đâu phải rau thơm. Rau đây đâu, đâu đi ăn trứng. Trời ơi, rau thơm nhiều mắc thế.
phê này nha. Ừ, cà phê này, cà phê Hòa Tâm. Mua cà phê mình uống. Cà phê đây nè, là mix quýt ra. Còn chút xanh xanh trong đây nè mọi người. Cà phê đây mình uống thử trước rồi. Nó cũng good biết không. Cà phê sữa. Cà phê Hòa Tâm của mình. Còn cà phê này mình uống thử. Có đủ loại hết á mọi người. Cà phê Hòa Tâm này, cà phê Việt Nam này, chỗ cà phê của người Sành Điệu nha. Người Sành Điệu mới uống cà phê đây nha. Không Sành Điệu là không uống được. Cà phê dành cho người, những người Sành Điệu. Ô, cà phê phố nữa nè. Phố xa, nhớ như thật gần. Cà phê này mình chưa bao giờ uống mọi người. Nhìn thấy mát mát ha. Cà phê phố. Đây nè nè. Ồ, milky. Cà phê neck coffee. Milky ai coffee. Ồ, mình uống, để mình uống thử cái này thử. Mấy chất ngon nè. Strong coffee, thick and strong. Oh, that's good. Mình uống thử loại này. Uống thử loại next. Đây đi. Vị tôm này mọi người. Bên tráng bên chợ Mỹ đã bán đồ rẻ hơn đây. Bánh tráng mè nè mày, mè đen. Con gái, cô gái, tóc dài. Mè đen. Rồi tới mua bánh tráng cuốn. Bánh cuốn mà. Tráng cuốn. Đó. Tráng cuốn đây nè. Bánh tráng chả giò. Bánh tráng này làm gì có chả giò vậy nữa. Mình mua thử. Bánh tráng bánh tre đi. Mình hay thường là bánh tráng bánh tre Việt Nam này. Còn mọi người cá nha. Cá đuối nè. Đây là cá đuối nè. Đây là ốc nè mọi người. Ốc đây á, có lần mình mua ốc loại ốc to hơn ốc đây nè. Rồi mình về mình luộc á, mà mình ăn sao á, nó dai mọi người. Trời ơi, răng nó răng thiệt, cái răng dẻ mà chắc hàm hàm răng ra răng luôn á. Cua nè, cá này. Cá đây là cá ngừ nè. Cá đây, cá ngộ. Cá ngộ là cá gì ta? Cái ngộ chắc cá đuối quá. Ô, cái này cá đuối. Cái này cá đỏ. Cái này cá chu. Cái này cá chu. Cái này là cá. Cá này cá hồi, cá xe mang. Cái này là cá nhục. Cái này là cá chim. Cái này cá đen. Cái này cá đen phải không chú? Cá mú đen hả? Cái là cá mú đen đó, bắt. Ủa sao nó gọi là cá mú đi anh ta? Ờ vậy hả? Cá đây, cá đó là gọi về mình làm gì ngon chú? Nó bên chua rồi. Ờ vậy hả? Ồ. Nó bên chua.
cá bông, cá cá muối, cá muối, oh, cá chim trắng, tay mực, một tờ mọi người, à, ốc đúng rồi, cái sò đây hồi bữa là mình mua một lần này, đó mọi người, trời ơi mình mua mua mấy con cái gì mà nó to như vậy này, về á mình luộc á, đó mà thấy, thấy chưa, thấy cái ruột của nó chưa, về ăn, trời ơi ăn, sao mà nó dai, ăn đâu được đâu mọi người, trời ơi răng mình mà răng thiệt á, mọi người mà dai, cắt ra từng ly từng tí. Mình gọi mình cắt cho mình gọi biết không, thấy chưa ốc rẻ không, cái ốc đây tầng 6 đồng một thao này, rồi một con đây chắc mấy thao gì vậy nè, chuối đây nè, ô ha, kè đây mọi người, trời ơi mình đang đi tìm kè đây nè mọi người, đây rau nè. Mấy cái đây là chợ Mỹ nó bán hết á, mình mua chợ Mỹ, chỉ do chợ Mỹ nó không có bán như là bí nè, bầu nó không có bán thôi. Mình mua đây mình thử nha. Lâu rồi mình không có ăn. Ăn cái loại kè đây là nhỏ nó mới ngon mọi người. Thấy không? Lâu lâu ăn thôi. Mùi vị chà phéo. Gì đây? Xả. Đây bự nha mọi người. Đây mình nãy mình mua cho Mỹ. Đó, xôi nè mọi người, mít nè mọi người. Biết con gái mình ăn mít không biết. Em mua về nó không ăn nữa. Mít là 5 đồng 1 pound này nha. Mít cho nó ngọt không biết. Bánh cam này, bánh cục này mọi người, bánh chuối này, xôi nữa nè, ổi, trời, coi thử xong xoài chín nào. Mua cho gái mình thùng coi. Mình lên ra là mình lên ra là cái sò chín mình mua. Sò chín này là chín chục luôn mọi người. Chín mềm hung hồn không còn rồi. Chín chục nó mềm luôn mọi người. Quá chín rồi biết không. Chín quá chín rồi. Yes. Ồ vậy hả? Ồ vậy là anh Huy, anh Huy biết cái chứ mình đâu biết đâu. Sò này mọi người. Mấy mấy cái hình học đàn ông dễ thương nghe chưa? Không thì nó chín quá. Chín mình chín hột hột như vậy nè. Rồi quá chín rồi biết không? Sò bao nhiêu thùng với chị Liên? Hả? 55 đồng. Rồi chín quá chín rồi. Con mua cái thùng này nè. Nhãn xe đây.
6 rau chín chín con cao hả? Nhãn ba người. Amy ăn nhãn không Amy? Nhãn đó mọi người. Nhãn 6 đồng, ăn trái thử nha. Trái nữa. Còn xoài, xoài đó em thích nhưng mà cái trái chín quá trái thì chị xong chưa? Ok, ở đây lên, lên luôn nha, lên luôn nha, không xuống nha. Mày tính tiền chưa? Tính tiền xong, tính tiền cho Kim xong rồi về. Giờ xong rồi, xong rồi bây giờ hai đứa về. Hả? Giờ về nha. Mua dưa không? Mình mua dưa chờ chợ Mỹ rồi. Chờ nó mắc đi là gì? Bạn Huy nha Huy. Ô gạo đây nha mọi người, gạo đây gạo phi này nha, ai ăn thì lên trên lấy bèo. Ok đi chợ về rồi mọi người, giờ đi chợ hết tiền rồi, ăn cũng hết tiền rồi, giờ về nè. Giờ tới ghé tới tiệm bánh mì, mua bánh mì, mua xôi, mua bán chè nè mọi người. Nó là bán đủ thứ. Bán chè xăm bổ lượng. Dạ. Bán xôi, bánh vía, bánh bán cái này, chè nữa nè, chè đâu bán thấy hấp dẫn kìa. Dạ bánh cuốn nè cô, bánh cuốn cô ơi, bánh cuốn, bánh tét nè, trời bánh ấy còn mới ra lò này nóng nè, ngon ghê á. Dạ ăn vô nó tét, ăn bánh tét. Ồ xôi hả? Xôi mọi người, xôi. Trời ơi mì thích ăn khoai mì hả? Trời ơi nhỏ này thích ăn khoai mì ông ơi, chết chết. Người như chú cũng mì rồi, thích ăn bánh mì nữa chết đi. Này xôi đen. Xôi đen. Xôi dừa, xôi đen nè mọi người. Hàng đâu mua không? Okay. Đâu đâu ta kiểu bánh bao này mọi người, bánh bao. Ồ treo đây, treo chùa này ngon lắm nè, treo chay treo chùa ngon lắm chị. Bữa nay em lên rồi em mua không? Em đi ăn đi, em đi vậy đi không? Em đi cứ tắt kia đi. Trời ơi bánh đây cho mình nghiền bánh đây đó mọi người, bánh đây bánh đây y như bánh nậm á, bột lọc á, đúng rồi bánh bột lọc á. Xôi nè, xôi này cũng ngon nè, thôi mình mua xôi đi. Ok, ai có lên đây thì ghé phở tới bánh mì châu phải không? Bánh mì châu nha, chứ không phải bánh mì ba lẹ. Bánh mì châu. Đây nó có bé bánh mì nè mọi người, bánh mì không nó ngon lắm biết không? Bao nhiêu vàng nhất như cũng biết mà.
con còn nhỏ lắm em mì, hình như ba ba đứa bốn đứa gì đó, mà mày nhỏ xíu à, hình như để năm một, hình như để bị, hình như hai vợ chồng để năm một vậy đó. Vé vậy mà sự vé nó tính khác hai mươi ơi. Dạ vậy.